Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Mình đang chuẩn bị chỉnh sửa cái tác phẩm này. Mùng 3 tháng 10 tới thì là mình đội của mình thì có nhận được một cái lời mời tham dự sự kiện triển lãm Yên Sở thì phải. Thế là thông tin mình chưa được biết chính xác lắm đâu. Chỉ nghe bán chủ nói lại như vậy thôi. Thì là đã chọn xong. Những thành viên sẽ đi đại diện cho môn phái xuống núi. chuyện trước mắt là đã chọn được 3 thành viên, còn 2 thành viên nữa. Thì hôm nay là mình sẽ chỉnh sửa cho mấy thành viên này. Đặc biệt là thành viên này. Đó là cái to trước mặt này. Lịch ấn này là đây sẽ là nhân vật lịch ấn tiên phong để mà xuống sân chơi. Đó, tiếp theo là những tác phẩm bên cạnh. Thì mình chưa cắt tỉa gì hết cả. Lát nữa dự định mình sẽ cắt tỉa tác phẩm này và thay nó sang cái chậu này. Cảm thấy nó chậu này có vẻ là sẽ phù hợp hơn. Phải làm mới biết anh em ạ. Bây giờ là phải tập trung để làm tác phẩm này đã, sau đó thay chậu. Chúng ta sau khi mà làm xong thay chậu mà còn thời gian thì là mình sẽ quay clip chia sẻ cho quý vị khán giả của kênh ngắm thưởng thức các tác phẩm sau khi được làm và thay chậu. Quý vị có thể xem trước qua hình ảnh. Và đến ở cái sự kiện sắp tới khi mà tác phẩm ra sân chơi thì sẽ thông báo. Quý vị có thể đến xem ngắm tác phẩm thực tế. Chúng ta cùng đối chiếu xem là xem hình ảnh và xem thực tế thì nó có cái sự khác biệt gì hay không nhá. Ok nhá. À, đó, anh em xem qua. Hiện tại thì thật ra là khi mà tôi làm cây ấy, tôi có một đặc điểm. Khi mà tôi ngồi mà tôi cắt làm cây thì tôi rất là ghét bị làm phiền. Lúc đấy là người mình ở một cái trạng thái là rất là tập trung mà. Cho nên là nó hay nóng nảy khó chịu. Mà nhất là khi đấy đang làm mà có người nào cứ gọi làm phiền là bức ấy. Đó. Cần một cái sự yên tĩnh tuyệt đối. Và tốt nhất là đừng có ai làm phiền đến mình. Đó. Cho nên là tranh thủ là, cho nên là thường là tôi sẽ làm cái lúc mà nó khuya hoặc là một mình. Chứ lúc mà đông vui thì thật sự là có làm nó cũng không được thoải mái anh em ạ. Cái lúc mà tôi làm cây thật sự là rất là cần cái sự yên tĩnh. Cho nên là bây giờ tranh thủ bây giờ thì sẽ làm trước. Ok anh em.